Ok, và tiếp tục với những diễn biến của những giải đấu Mortal Kombat nào. Chúng ta đến với cao đấu giữa... Chúng ta đến với một kèo đấu tôi thấy khá là độc lạ này. Kèo đấu giữa NQC và Dragon. Anh em, nếu anh em không biết thì rất hiếm khi mà tôi thấy rất hiếm khi mà tôi thấy một Litara xuất hiện trong giải đấu. Nếu mà bảo Asura thì vẫn có nhiều, Litara thì không nhiều so với Asura lắm. Thôi, chúng ta đến ngay với trận đấu rồi xem nào. Có skin Deadly Alliance đúng không? Ôi giời, ngay lập tức là những cú tiến cameo Serena. Rất cơ bản, ôi rồi low profile này. Rồi, chọc kiếm mid screen. Dài vãi cả trưởng ra, ôi bắt đầu. Bắt đầu lên combo này, 386. Nitara được cái là một trong những nhân vật cơ rất là cơ động. Bù lại điểm yếu của Nitara là đòn bắn tầm xa thì không được khỏe cho lắm. Ui, combo 115 máu. Nitara rất cần một tướng, một cái nhân vật cameo có thể giúp đỡ Nitara khoản đánh tầm xa. Bù lại Nitara rất cơ động không? À cái đống combo của Nitara cũng sẽ cần khá là cần meter. Đấy, vừa rồi đó là projectile của Nitara. Đấy, liên tục Serena để zone luôn, mất break đến từ Dragon. Hay, lùi cameo là hợp lý này. Có thể combo fatal blow. Chắc là đủ, đấy, chắc chắn là đủ. Ok. Tôi nghĩ là đủ dam ấy. Chắc là đủ. Ôi gần đủ mày. Rồi, đại kích thành công. Round đầu cho NQC. Đấy, đôi khi đơn giản chỉ là vâng cua những cú lùi cameo với Serena ấy và lên combo. Càng dễ hơn nữa với Serena. Hay string 1212 của Nitara này lên combo nhưng mà rất dễ punish. Rồi, cứ ném Serena thôi. Ném trúng thì chắc chắn là lao vào lên combo luôn, không nói nhiều. Đôi khi cầm đi với Serena rất đơn giản thôi đấy. Anh em thấy không? Đi với Serena nhiều khi cũng vẫn khá là đơn giản như thế. Rồi xong. Loại quẹt. Rồi, tech throw tốt. Tiếp tục đó là lùi cameo thôi xong. Quẹt. Có fatal blow nha, Dragon fatal blow. Ôi, dive kick. Dragon mất cho mình đó là breaker rồi. Dragon cũng là một trong những người chơi chuyên đánh các nhân vật nữ đó. Rồi, ôi rồi, ôi. Anh em thấy chưa? Đôi khi chỉ cần Serena trúng một phát thôi là có thể dễ dàng lên combo luôn. Điều này áp dụng rất tốt đối với Asura vì tầm đánh của Asura rất dài. 1-2, 1-2, ui thôi xong rồi, Panit đâu? Cái đấy Panit rồi mà, phải Panit luôn chứ, poke thế nào. Thôi rồi. Lên combo luôn được sao nữa. Đá vào góc 304. Dive kick. Đây. Dùng luôn một cái Peter cho cẩn thận này. Đói. Ok. 427 Nitara. Một khi đã có thể đã đủ meter, đủ tiền đề để tạo lên combo thì Nitara có thể lên được lượng sát thương khá là tốt. Nhưng mà tất nhiên là Nitara rất cần meter để lên combo đám to anh em nhé. Rồi, low profile. Đây, cú forward throw này. Ấy, cancel. Ấy à, liên tục là cancel. Ấy, cú reversal là hợp lý và game đấu đầu tiên dành cho NQC. Chúng tôi cần những kèo đấu kiểu như này hơn. Chúng ta thấy quá nhiều Melina, Johnny, Baraka kiểu rồi. Đó.
Nhưng không, tất nhiên là tôi cũng không thích cái kèo Asura nhiều. Asura tôi bắt đầu thấy nhiều, hơi bắt đầu hơi nhiều quá rồi. Rồi chúng ta sẽ vẫn tiếp tục kèo đấu này như này thôi. Game thứ hai nữa anh em. Đây sẽ là một kèo first to three. Let's go. Ta đến với trận đấu đầu tiên nào. Rồi. Vào trận thì cứ phải ném Serena trước đã là tính tiếp. Projectile. Ném quẹt, quẹt kiếm này. Ôi, convert. Tốt. Round to air. Quẹt. Low profile này. Thế swing đấy, swing 2-1 thì phải. Tiến 2-1 thì phải. Ôi, up. Kết thúc bằng 1-2-2. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì swing đấy là 1-2-2 của Litara. Ôi dồi ôi, hay. Dùng Bitter đúng lúc này. Tất nhiên là chưa dùng Fade of Blow vội rồi. 340. Ôi, overhead, cancel. Overhead, cancel. Một grab. Tiếp tục là gây áp lực với Serena. Ơi, quả đấy mà lùi Serena rồi phải ngon không? Ôi. Ôi, flawless hay. Canh cap hay. Nhưng mà 1-2-1-2 đấy không ổn rồi. À, panic thôi. Round đầu cho Dragon. 1-2-1-2 thế thì chắc chắn là chết. Trừ khi bạn đi cùng Ash, đi cùng với Goro, Nitara đi cùng với Goro thì có thể cứu được cái 1-2-1-2 unsafe đấy. Ôi, đài kích tốt và Breaker, mất Breaker đến từ Dragon. Quẹt kiếm. Cái 1-2-1-2 của Nitara có thể hoàn toàn safe nếu như hoàn toàn. Nếu như Nitara đi cùng với Goro hoặc là Striker. Hoặc là Kano, đó. Vỡ lỡ. Aileen đúng lúc thế. Rồi đi rồi. Đúng lúc thế rồi đi rồi. Đáng ngày nhìn đứt từ đàn. Chán. Ok đúng rồi, chúng ta trở lại thôi anh em ơi. Chắc là đang chơi thì đá nhầm dây mạng thì phải, tôi đoán thế. Bởi vì với cái tính chất giải đấu như này thì chắc chắn là sẽ không có wifi ở đây rồi. Tất cả sẽ là chơi cắm mạng LAN hết, cắm dây hết. Không có yếu tố wifi ở đây thì chắc khả năng là mất điện hoặc là đá dây mạng thôi chứ không có gì cả. Rồi chúng ta sẽ chơi lại, chúng ta sẽ đánh lại cái kèo đấu này. Tất nhiên là bắt đầu từ lúc tỷ số đang là 1-0 này cho NQC thì phải. Ok. Ôi à. Ôi rất cơ động luôn. Đó. Ôi giời, cancel không thành. Đi tính Serena. Hay. Một phishing là tốt. Front throw luôn. Ôi à, vẫn là tính Serena quét kiếp. Liên tục là cancel. Nếu cancel đường bay lại dính Serena rồi. Dragon biết. Ôi rồi ôi. Cancel overhead, cancel lên combo. Combo làm to. Không to lắm. Anh QC quyết định không tiêu meter để lên combo. Low profile này. Ôi hay. Low profile bay lên cancel sang dive kick. Và ép đối phương phải mất break. Tiếp tục là chọc kiếm. Projectile. Projectile của Nitara chạc lâu lắm anh em. Startup lâu lắm. Có thêm cameo đi cùng. Như kiểu Serena rất là tiện. Nó sẽ đỡ hơn cho Nitara rất nhiều trong khoảng zone. Ôi hay. Đỡ được cái quân nợ mic overhead của Asura. Và dùng meter tốt này. Round đấu đầu tiên này cho Nitara. Cái quân nợ lao đến overhead của Asura rất là nhanh luôn. Nhiều khi không thể đoán kịp. Overhead này không có, không thành công. Hay. Tiếp tục là cancel. Cố gắng bay. Tít. Nó low profile. Chọc kiếm. Rồi xong rồi. Thôi lên combo đam to. 400 máu. 400 máu dành cho Dragon 422. Low profile. Hay. Thoát góc tốt.
overhead, cancel, cancel sang back grab luôn. Tiếp tục làm Serena. Level 5 tốt này. Overhead, cancel, level 5 tiếp. Ôi, liên tục là cancel, liên tục là cancel, liên tục vẫn là cancel. Rồi xem nào, Serena tiếp. Back grab. Ôi da. Ôi. Gây áp lực là tốt đây, lại thêm một round đấu nữa dành cho Dragon. Nào bình tĩnh, bình tĩnh. Serena tiếp. Nói chung là ở trong cái kèo đấu như này, khi team ta thấy xuất hiện hai Serena ấy, cứ xác định là liên tục những cú ném boomerang thôi, để có thể mồi mồi đối phương, vừa project, vừa làm một chiêu để zone, vừa làm một chiêu để có thể lên combo tiếp cận. Rồi Serena thành công, ép đối phương phải mất break. Đấy là lối chơi chủ đạo cho anh em, nếu anh em muốn kết hợp với Serena hay Michael Duck là tốt. À, Lucio Duck thôi. 386. Né được cái chọc kiếm B2 vậy. Cái đấy là hai profile, nhưng mà cái chọc kiếm rất dài. Pop. Liên tục là pop. Overhead. Hay, cancel được bay này. Hay quá. Serena tiếp thôi chứ còn gì nữa. Serena chết thôi. Đánh từ từ thôi. 27 giây lợi thế thời gian là hoàn toàn có. Back grab. Dragon Rook back grab. Ui. Cú dash không hợp lý, nhưng mặc dù không có punish, nhưng mà cú pop sau đó thì là hoàn toàn đủ để giúp cho NQC kết liễu được Dragon. 2-0 cho NQC. Let's go. Look at his last false block. He knew when she was going to come out of that dimension and just had her by the throat. Mm-hmm. Like the wind shear. As I'm sure many of you wish you were. Look at that. Stop it. Me. You know of my. Let's. There's no return. Crazy reads right now. 2-0 El Cocoon. Let's go, ta đến với trận đấu tiếp theo nào. Không biết đây có phải là game cuối không? Game cuối trong cái kèo đấu kèo FT3 này không? Rồi. Quét đứng bên kia. Ôi hay. Cậu bật giáp có thể còn này là hệ lập lý này. Bật giáp để ngăn cho đối phương mash nút. Serena. Đọc kiếm. Tiếp tục là Serena. Mồi mồi xem có lên được combo không. Rồi. Ây à. 1-2-4 hay 1-2-3 ấy à. Hồi xong. Chắc chắn là 400 máu bay đi. Bởi vì Astra hoàn toàn còn đủ meter. Đó. Quẹt kiếm gây áp lực trong góc. Astra cũng gây áp lực trong góc rất tốt nha. Thề luôn. Rất khó chịu. Mix up. Quẹt kiếm rất an toàn. Ôi lại là chọc kiếm giữa Sash. Chọc kiếm Serena. Cái chọc kiếm B2 này phải nó rất là dài luôn ấy. Thề. Chọc kiếm Astra rất dài luôn. Đôi khi ném. Thế nên tôi bảo đôi khi ném Serena bưng quơ thăm chọc kiếm là auto vẫn lên được combo. Đấy. Đúng dài. Cancel overhead. Đó là chọc kiếm. Đó là Astra. Và sao bây giờ đang là top tier. Tất nhiên là không đến mức mẹ lố bịch như là Johnny. Ném. Úi giời, level 5 này. Cancel được bay. Throw punish. Ai à, định up block nhưng mà đối phương về cơ bản vẫn cứ là fly cancel thôi. Ấy à, hay. Nó có vẫn có low profile này. Nào, hãy đỡ ngồi đỡ. Hãy ngồi đỡ. Low profile tiếp. Ôi giời, cái áp lực vụt.
Hãy nhìn cái áp lực kìa. Thề. Thôi xong rồi. Không có break đến từ NQC. Tôi nghĩ đây là kết thúc rồi. Tôi nghĩ đây là kết thúc rồi. Game đấu dành cho Dragon. Tôi đang nghĩ là NQC sẽ làm gì đó, nhưng Dragon nói không. Dragon bảo là trận đấu vẫn còn đó. Chúng ta đến với game đấu thứ tư. Hãy nhìn cái khả năng gây áp lực của Astra kìa. Lâu quẹt kiếm. Cái tiến 21 hay tiến 22 tôi không nhớ lắm. Tôi không chơi Astra nhiều, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà cái chiêu đấy có low profile. Cái đòn thứ hai sẽ là low profile. Nên là nó, ai mà không biết thì vẫn hoàn toàn có thể bị lên combo rất bình thường. Let's go, tiếp nào. Tiếp tục là ném Serena. Cứ ném Serena xuống là chắc chắn sẽ có lao vào combo. Đó, ném hai cái boomerang, cái lùi cameo ấy. Còn nếu, ấy à, đai kích là tốt này, lên combo. Tiêu dùng cho mình một meter đai, một cái meter burn bằng với cái đai kích để có thể lên combo. Nhưng mà dùng cái đai kích của Seri, của Itara thì hãy cẩn trọng vì nó ăn xếp đấy. Back grab. Lại tiếp tục ném Serena. Bắt đầu là cố gắng giữ khoảng cách đến từ NQC. Quẹt kiếm bởi vì cái việc là tiếp cận tầm gần với Astra không phải là một lựa chọn quá khôn ngoan. Bởi vì Astra gây áp lực tầm gần rất tốt. Ây à, cố gắng thoát khỏi góc. Tiếp tục là ném Serena. Mất break rồi, ép được break của đối phương thành công. Ném Serena tiếp này. Bắt đầu bút máu sát thương đúng không? Lấy bút sát thương đúng không? Rồi xong. Lại gây áp lực. Thôi. Lại. Low profile. Thôi xong. Cái này thì 300 thôi. Cái này với cách lên combo này chỉ 300 thôi. Nhưng quan trọng là vẫn giữ ở đối phương trong góc. Pop. Tiếp tục là Serena này. Dash. Ây chà. Ôi giời ơi, projectile đó là bị mất một đoạn cơ, nó không full screen được cơ. Đấy, cáu không? Thế nên là Nitara đánh tầm xa không quá khỏe. Thế nên phải có Serena ngon đi kèm. Phải có cameo, có nhiều là đánh tầm xa đi kèm. 374. Hay, gọi lui Serena là hợp lý này. Ép meter, chắc chắn phải ép được meter chứ còn sao nữa. Ép được cái break. Đó. Thôi xong rồi. Tôi thấy 400 máu. À không được 400 vì Astra hết meter rồi. Thôi xong, hai đều. Dragon to get himself back into this match, now working on a reverse 3-0. What was looking like a 1-1 set got disconnected. Cái tầm đấy, cái việc mà để khi mà ở một khoảng cách vừa đủ ấy, tầm 1-2 mét thôi. Nếu mà dính đòn của Astra thì chắc chắn là anh em bị ăn full combo của mình. Astra là một trong những nhân vật có thể whip punish rất tốt, cực kỳ luôn. Có thể punish khoảng cách với anh em khá là tốt đấy. Khắc xịn rồi đấy. Rồi, chúng ta đến với game đấu cuối nào. Để xem ai sẽ là người giành chiến thắng trong kèo FT3 này. Ôi giời ơi, tôi đã thấy một cái sự xuất hiện của cameo quốc dân của chúng ta rồi, Cung Lao. Hy vọng Cung Lao có giải quyết được từng tình huống này không? Ít nhất thì Cung Lao sẽ giải quyết cho NQC cái câu chuyện đó là thiếu projectile xịn. Nhà mũ Cung Lao hồi rất nhanh. Đó và cũng ối rồi ôi. Cũng như chỗ Dark là tốt này. Rồi 400 là ra đi.
400 máu, ôi vật giáp tốt. Ai à, tele đi luôn, ép lên combo. Tele lên combo với neutral jump punch đấy. Nhưng không thành. Ôi, thôi xong rồi. Chắc chắn là Daddy. Một khi mà Asura còn đầy đủ điện nước mà bạn dính đòn của Asura thì chắc chắn là 400 máu ra đi chứ gì. Oh, đài kích Mr. Burn là hợp lý này. Ép được break không? Dragon không break. Dragon quyết định là không break. Giữ Mr. ở chơi tiếp. Vì Dragon đang có lợi thế là một round đấu. Rất tự tin để chơi luôn. Low profile này. Rồi, ném một cái boomerang thôi để save. Ném hai cái boomerang thì nó lại thành không save nữa rồi. Ôi, overhead tốt này. Ép được break thành công. Lựa chọn chuẩn xác đến từ Dragon. Khi Eskenkushi phải sử dụng rolling draw break. Mà giờ Dragon lại vẫn còn 2 meter cơ đấy. Khó khăn trồng chất để cho Eskenkushi. Ây à, rất an toàn luôn. Được phát teleport đi. Ôi, level 5. Thôi. Tôi thấy một khi mà bạn đã dính đòn của Asurai chắc chắn là bạn đi rồi. 3-2 pha lật kèo thành công của Dragon. Một khi bạn đã dính đòn của Asura này xác định là 400 máu ra đi. Đó. Hãy cẩn trọng với cái tầm đánh của Asura. Quá đáng sợ. Đó. Low profile đủ, đầy đủ hết luôn. Không vướng luôn đấy. Trong kèo này là không vướng. Hay à. Người đầu tiên sẽ vào kèo đấu chung kết tổng đó chính là Dragon. Ui, tiếp theo có vẻ kèo có vẻ hay này. Chơi với cả Outclass này, kinh thật đấy.